Bây giờ mình sẽ đi review chợ Vĩnh Phú. Người dân Vĩnh Phú đâu, giơ tay lên nhé. Rồi vào chợ thôi. Rồi, kiếm nhà lồng đi. Ô, tới ngã tư. Chắc mình qua bên trái. Như là hết chợ rồi đó các bạn ơi. Wow, bên đây có lục bình nhiều quá nè. Ủa, vậy là bên đây không có nước mặn à. Đẹp quá nè. Lên máy bay bay. Từ ở đằng này bay ta đằng đó chắc đẹp lắm. Bên đây chuẩn bị người ta trồng lúa nè. Hưng thiện tự. Thuốc nam, thuốc bắc rất nhiều. Đây là trường tiểu học Vĩnh Phú. Ngôi trường này ngày xưa có học võ, có dạy võ ở đây nữa. Ninh Quế A các bạn ơi. Let's go. Trường mầm non này rất là đẹp luôn. Có gì mình kể là review luôn. Hehehe.